Sáng nay 25 tháng 3, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương ra mắt phiên bản audio hồi ký Sống cho người, sống cho mình. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ông Trương Hòa Bình cùng nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, đạo diễn Thanh Hiệp đã tới chúc mừng chia vui cùng nữ nghệ sĩ gạo cội, kỳ nữ Kim Cương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chị không muốn làm rình rang, chỉ muốn có buổi gặp mặt nho nhỏ, ấm cúng với những người thân thiết để chuyện trò, nhớ về những hồi ức đẹp trong cuốn hồi ký. Nhưng rất nhiều người hâm mộ vì yêu quý mến mộ tài năng, sự cống hiến của chị mà khi hay tin đã không quản ngại đường xá xa xôi tới chúc mừng. Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương, Sống cho mình, sống cho người, ra mắt năm 2016 đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích, mến mộ từ khán giả yêu quý kỳ nữ Kim Cương nói riêng và những khán giả say đắm kịch nói miền Nam nói chung. Để đáp lại tấm thịnh tình ấy và giúp nhiều khán giả dễ dàng tiếp nhận hơn, nghệ sĩ Kim Cương đã chuyển thể hồi ký thành phiên bản audio với sự góp giọng của nghệ sĩ lồng tiếng Thi Mai cùng các khách mời là những thế hệ vàng trong sân khấu kịch nói như nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Các nghệ sĩ khẳng định được góp mặt trong sách hồi ký bản audio của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương là niềm vinh dự, tự hào của các nghệ sĩ. Điều đặc biệt, toàn bộ audio hồi ký nghệ sĩ Kim Cương Sống cho người, sống cho mình sẽ được đăng tải miễn phí trên các nền tảng như YouTube để khán thính giả dễ dàng tiếp cận. Tập 1 Đêm trắng thất ngang, phần 1 Tuổi thơ nghiệt ngã sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai 26 tháng 3. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.